TikTok, TikTok. Đồng hồ đã điểm 22 giờ. Ngày hôm nay của bạn thế nào? Hãy để Nigel và những câu chuyện nhẹ nhàng, những trải lòng sâu lắng cùng bạn khép lại một ngày dài nha. Xin chào các bạn thính giả đang quay trở lại với chương trình Nigel buổi tối ngày hôm nay, buổi tối thứ ba, ngày 24 tháng 4 năm 2018, cùng với Trọng Huy và Mr. Hậu. Các bạn thính giả thân mến, chương trình Nigel được phát sóng trong khung giờ quen thuộc từ 22 đến 23 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên sóng của Zone FM. Cảm ơn các bạn thính giả ngày hôm nay đã lựa chọn chương trình. Trên tay của Trọng Huy lúc này đang là rất nhiều những cánh thư, những chia sẻ yêu thương của các bạn thính giả. Hãy cùng gặp gỡ bạn thính giả đầu tiên nhé. Bạn thính giả Thiên Nhi ở địa chỉ thiennhi026a@gmail.com.